Tối ngày 21 tháng 11, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Tại hiện trường vụ cháy, người dân đã phát hiện một người đàn ông mặc quần áo shipper chạy ra khỏi căn nhà, người dính đầy máu nên truy đuổi và bắt giao cho công an phường. Theo đó khoảng 16 giờ 30 ngày 21 tháng 11, người dân trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, nghe tiếng hô hoán, cầu cứu ở căn nhà cuối hẻm nên chạy ra kiểm tra. Khi mọi người chạy đến thì tiếng kêu cứu im bặt, ngọn lửa bắt đầu bùng phát mạnh tại căn nhà này. Mùi xăng tỏa ra nồng nặc. Mọi người phát hiện một người đàn ông mặc quần áo shipper chạy ra khỏi căn nhà, người dính đầy máu nên truy đuổi và bắt giao cho công an phường. Do cửa nhà bị khóa ngoài nên người dân phải phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo cháy, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đã đến hiện trường. Sau chừng 5 phút, đám cháy được khống chế. Tổ cứu hộ vào bên trong căn nhà thì phát hiện một người phụ nữ tử vong ở tầng trệt, trong tình trạng nằm sấp trên người có nhiều vết thương. Bên trên gác, tổ cứu hộ phát hiện hai cháu bé, 3 tuổi là con ruột của người phụ nữ và 16 tháng tuổi là cháu của người phụ nữ bị ngạt khí tử vong. Lực lượng chức năng tình nghi nam thanh niên mặc quần áo shipper sau khi gây án đã châm lửa đốt ngôi nhà. Ngay sau đó, công an quận 8 phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đồng thời lấy lời khai của nghi phạm điều tra làm rõ nguyên nhân. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tại tỉnh Hà Nam. Bước đầu tại cơ quan công an, Nhu thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị lTMd sinh năm 1991 ở căn nhà trong con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Sau khi ra tay với chị D, đối tượng đổ can xăng, khóa cửa nhốt hai cháu bé là NLHP, sinh năm 2020 và cháu TMTK sinh năm 2021 rồi châm lửa đốt. Sau đó, Nhu bỏ lại xe máy và chạy bộ ra con hẻm. Chạy được một đoạn, Nhu cởi quần áo dính máu rồi bắt xe ôm tẩu thoát. Khi nghi phạm đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.